bắt giữ hàng nghìn quyển sách giáo khoa bị dán tem giả. Qua thời gian dài trinh sát, nắm tình hình, liên tục trong các ngày 8, 11 tháng 7, đội quản lý thị trường số 12 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó, gồm cơ sở kinh doanh Lê Văn Chí, tổ 6, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, siêu thị nhà sách Vĩ Yên, 807 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê và cơ sở kinh doanh Toàn, 40 Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra thực tế, cả 3 cơ sở này đang tàng trữ sách in để bán ra ngoài thị trường với số lượng 3.577 quyển, gồm sách tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9, sách bài tập bổ trợ từ lớp 3 đến lớp 7 và sách tin học. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số sách trên chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định. Qua làm việc với đại diện nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Đà Nẵng xác định toàn bộ số sách trên là sách giả và tem dán trên sách là tem giả. Đội quản lý thị trường số 12 đã tiến hành tạm giữ hàng hóa trên chờ xác minh làm rõ. Theo thống kê của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam NXBGDVN, từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 500.000 bản sách và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu tại rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Riêng trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6 năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện số lượng sách giả lên tới 120.000 bản và 87.000 đĩa tiếng Anh các loại làm giả sản phẩm của NXBGDVN chỉ tại hai địa bàn Hà Nội và Bình Định. Mới đây, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Hoài Đức, Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát hiện kho sách in lậu, sách giả gồm tới 47.000 bản sách giáo khoa, sách bổ trợ các cấp từ tiểu học, TSCS cho đến TSPT và 87.000 đĩa tiếng Anh các loại làm giả sản phẩm NXBGDVN. Vụ việc tương tự tại Bình Định vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Bình Định đã tạm giữ 72.602 cuốn sách có dấu hiệu in lậu sách của NXBGDVN, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ bao gồm sách tiếng Anh, tin học, các loại vở bài tập, sách bổ trợ tiểu học, TSCS, TSPT. Nếu mua phải những quyển sách giả này thì thiệt hại lớn nhất sẽ thuộc về độc giả, học sinh và giáo viên. Mua phải sách in lậu, sách giả thì học sinh phải học tập trên các cuốn sách có giấy in và mực in kém chất lượng. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là, khi sách giáo khoa in lậu đến được tay học sinh, các cuốn sách này với những sai sót về màu sắc và nét chữ sẽ dẫn đến sai lệch về nội dung kiến thức tiếp nhận của học sinh. Đặc biệt, đối những cuốn sách có nội dung liên quan đến bản đồ sẽ nguy hiểm cho học sinh ở các kiến thức liên quan đến biên giới, biển đảo và lãnh thổ. Ở góc độ kinh tế, sách lậu gây nhiều thiệt hại cho các nhà xuất bản. Nó còn phá hoại môi trường kinh doanh lành mạnh và nguy hiểm hơn, những cuốn sách có tư tưởng chính trị lệch lạc sẽ bị phát tán tràn lan, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội. Thế Hưng, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.